Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay lại đi review biển Sầm Sơn Thanh Hóa này, một trong những một bãi biển đẹp nhất thế giới và đẹp nhất Việt Nam luôn. Anh em xem người đông như kiến luôn. Mình sẽ review biển Sầm Sơn cho các bạn xem. Các bạn xem kênh của mình cho mình xin một like, một đăng kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy, đẹp chưa? Đây. Đây mình chính hãng là Kimini nè. Đẹp chưa? Ra tận nơi cho xem nhé. Các bạn mình diện ngưỡng tụt quần chưa? Đó là tụt quần luôn nhá. Đẹp chưa? Đông chưa? Đông, đông diều đấy. Các em diều nhiều lắm nhá. Đó. Diều ma có cả luôn. Diều ơi. Vâng, diều con Kimini nha. Tuyệt đẹp luôn. Đây, đẹp video. Diều hết rồi. Đóng mạnh thế. Đâu. Đi 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 đi. Đây, đúng là Sầm Sơn Thanh Hóa luôn. Khu này là bãi đê rồi. Đê rồi nhá. Đồng Nam. Đồng Nam. Đấy, các người đẹp đã tắm xong rồi, mát lắm mà. Bây giờ lại lên phơi cho khô nhá. Lại tắm tiếp.
chủ rồi. Loài sâu thế. Được chưa? Đã đủ đông để xem Sầm Sơn Thanh Hóa đông như nào đây. Đông như nào luôn à, trời. Thank you.
cát rồi. Mấy anh em bây giờ? Em cát để cho nó mát đấy. Năm giờ 40 à? Ở gần tối rồi nhỉ? Mình đi loanh quanh gần tối nhỉ? Rồi, đẹp lắm nha. Một người đẹp Tây Đô. Đẹp, dã man. Tôi quên luôn đấy. Tôi ăn trật tự số 2, số 6.